Đúng không? Quay gì? Ấm ấy. Quay gì hả? Ừ. Không gì. Đây tao cầm điện thoại tao quay không hiểu, cầm cây nó rung rơi rung rơi. Rung rơi nó cầm cây có gốc hình nó hết rồi. Gì gánh quá. Mày sầm hán gì? Ôi, nó không kìa. Chưa chẳng hết trời. Cái lồng tông hay gì? Trời ơi, cái thằng nha, chú Tiến. Trời ơi, chú Tiến. Đâu? Thằng cũ. Cái thằng này làm gì chiều về bầm thôi. Biết phải không? Để tôi nói tôi chạy với thằng Hoàng mà. Chứ không. Chú. Cái phi luôn vậy, cái phi luôn vậy. Không bẻ là gì đâu, anh chua. Quá trời luôn rồi. Cái gì quá trời? Con lấy con chạy. Hay là con bự. Ai biết phải không à. Lương bự gì thì mày chưa đi mày mơi mày sẽ học mày mạnh cái mày ốp nó sát phơi mơi mày phơi lượm mơi tí nhẹ con lượm nhẹ hồi cá phi mày coi hút đã hút vũ sợ thằng trụ chạy uống văng với ngủ đúng không đi chè cá nè mọi người ơi nhảy xong rồi kìa đi nữa nè cái này đậu xanh đậu đỏ đây có trồng đậu đỏ trồng lắm xanh tí né ra tí xin không thằng nói thằng cũng được tao nhắc nó đứt ruột chừng không có chết sao chết bỏ lẽ ông gỡ thịt cá gì lớn không muốn liền có chết rồi. Cái nhậu kệ người ta cũng nói nữa. Trời ơi, nó canh là canh ta nhậu mua bia. Hồi sáng thấy chở bia vô đó mà muốn đi vô hết biết rồi. Cái nhậu dữ lắm luôn ăn tiệc. Ông đã dở quá ông đã không chạy. Làm gì? Ông đừng làm những chuyện khác. Chạy thử rồi đó. Chạy số 3 thôi mà. Hồi mày múc cho miếng nước tay về dễ. Chú lấy đi xuống cái lỗi đi chuột. Chuột. Đang con rồi thầy. Hậu nó đi nó buồn đi đâu lên thấy mặt nó buồn đi rồi. Con quýnh nó là mai gì đó. Quýnh gì nữa. Thầy thầy. Đưa một cái phiền với tôi cho tôi chán nước thầy luôn nè. Đâu. Này là gì nấu canh là hết thảy luôn đó không? Bé, chút chút dây bé. Ăn không? Ăn. Chút dây bé nấu tô canh mình ăn. Mày thấy rồi đắng đắng không? Nó đó. Nhậu đại đi vậy là. Má nó chửi rồi nha. Tao lấy dùng lấy vô nào đi. Cuộc tao mới té chứ mừng. Quá rồi nghe. Lên tới trên luôn rồi. Nó lên tới ra luôn không? Đem nó hướng bụng cho nó lội cài. Không ăn chài nãy. Không, có mà không bằng chài nãy. Cá nhỏ nhỏ. Có sạch không à? Ăn phúng tại dưới đó vụ uống vô nó sạch sình rồi. Mày tính đi mò hay gì? Thấy cái gì bên đó không? Sao?
cái gì em? À, cái ký nhóc. Rồi, ký nào? Tao giờ tao mình trả được. Tao trả được không? Dạ, trả được không? Được. Được không? Nói gì tôi hỏi không biết chạy không tự tôi dở. Đâu? Tôi dở nha. Tôi dở cái canh nha. Canh ai? Canh tá. Dẫn ai đâu mà ra có gì nó mày kêu à, mẹ cha đây. Trời ơi bỏ đây để nữa tôi chút cho tôi ra mày là nấu cháo cá ăn hết sảy luôn nè rồi đắng nó đâu vậy cái sạch không bắt hết rồi bỏ đi bắt mẹ đi. Bắt đi, không ai mận tôi gì, tôi mận cũng khô. Con bự bự, thằng tí đừng có bắt, tí hôi sành không à. Để chuột bắt đi kìa. Thằng tí bắt cho mẹ, nó kêu để chuột bắt đi đó. Nhau đá. Nhìn thằng nhau đá. Sắp là cha. Đi không nghĩ đi con khỉ không á. Có nghe bà Chanh nói hả? Có nghĩ trái chừng nào ở đây? Biết chín. Mình chín hả? Ừ. Để đi lựa với chị ba hả? Ừ. Bà ba sáng xếp đồ đi đó. Bỏ đi mùng 9 chắc mùng 10 mới tới chả. Đi 2 ngày 1 đêm. Người ta